Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ làm món đầu cá hồi nướng muối ớt cho cả nhà ăn nha mọi người. Bây giờ mình có hai cái đầu cá hồi này, mình có cái hột cái này kia là bột ớt này, paprika bột ớt này, với lại bột ngò này, với lại tiêu này mọi người, muối đó, muối này đó và hạt nêm, bột nêm này, đó là bột nêm mọi người. Thường thì mình nấu đầu cá hồi với lại nấu nước á, nấu súp ăn, nhưng mà hôm nay mình sẽ đúc lò, mình sẽ đúc lò cho nó nướng cho nó thơm, ăn nó ngon hơn là mình nấu nước. Bây giờ mình ướp xong rồi mọi người, ướp xong rồi mình chuẩn bị mình đúc lò nha mọi người. Ồ, rất là thơm. Qua là mọi người ăn cái đầu cá này. Đó, thấy chưa? Thơm, bốc khói luôn. Mọi người thấy là cái đầu cá, nguyên hai cái đầu cá hồi này, đúc lò. Mà nhà mình ăn đầu cá hồi nướng với lại bánh mì sandwich với lại salad này, lấy salad rocket. Mẹ có ăn nha. Mẹ có ăn mì không? Không. Mẹ con xúc tích rồi. Con ăn đi. Cho con. Con mời Đức Mẹ, con mời Chúa Nhỏ, con mời Thánh Cả, con mời bà ông bà nội, con mời ông bà ngoại.
cái gói mọi người. Đó, mình mỗi lần mà mình ăn cá, cái mùi cá nó tanh đấy, mình sẽ đốt cái này này. Xe máy mình có xe máy mình chở bao nhiêu người, cho nên mình chỉ chở hai gia đình, mình có ba người mà hai vợ chồng thì đều có bằng lái hết, nhưng mà hiện giờ thì mình chưa có cần thiết mình mua xe hơi, tại vì thứ nhất là xe hơi thì mình phải trả tiền bảo hiểm xe rất là mắc, thứ hai là cái tiền đậu xe này, rồi cái thứ ba là tiền xăng này, nói chung là nuôi một chiếc xe giống như nuôi một đứa con á, cho nên rất là mắc. Khi nào mình cảm thấy cần thực sự cần thiết thì mình mới mua, nên mà mình có thể là mình tiết kiệm được cái nào thì hay cái đó, tại vì chi phí bên này cũng rất là nhiều. Cho nên đó là lý do tại sao mình chưa có mua xe hơi. Có những lúc mình mua xe hơi xong mình không có sử dụng nhiều thì rất là phí. Như trường hợp ví dụ mình có dư dả thì ok, còn ví dụ mình không có dư dả thì mình phải biết tính toán để sao mà cho nó phù hợp với ngân sách. Đi xe máy thì chỉ chở được có hai người thôi nha mọi người, mà phải có nón bảo hiểm, phải có găng tay. Ở Việt Nam mình đâu cần băng găng tay đâu, mình cứ thế là leo lên xe mình dọn. Nhưng bên này á, người ngồi trước và người ngồi sau đều phải có găng tay hết, mà găng tay chuyên dùng cho xe mô tô chứ không phải găng tay mà thường nha. Tại vì khi mình đã bị cảnh sát hỏi thăm rồi, mình ngồi sau mà mình không có cái đeo găng tay á, nó cho nên ở bên này là luật, nó là luật, nó chứ nó không có như bên mình là sao cũng được, hoặc là bên mình chở ba người cũng được, nó chở ba người em bé không được nón bảo hiểm cũng không sao. Bên này bắt buộc em bé ngồi sau phải đội nón bảo hiểm, mà trường được chỉ chở chỉ có hai người thôi trên một chiếc xe máy đấy á, đi đâu cũng phải đúng theo luật lệ, theo luật pháp chứ không có bày bày được đó. Bây giờ mình chuẩn bị mình đi chợ tiếp nha mọi người, mình ra ngoài đó xem có cái gì thì mình sẽ quay cho mọi người xem. Sắp tới thì trời nó sẽ mát hơn cho nên mình có thể đi ra ngoài biển mình tắm được mọi người. Ở đây đi ngoài, ngồi ra ngoài biển rất là gần, cho nên mình rất thích ở cái vùng này mọi người. Ôi chào mọi người nha, bye bye mọi người nha, hẹn mọi người ở video tiếp theo nha mọi người, bye bye. Bye bye mọi người.